Thì ở đây thì anh thấy có cái cửa hang này. Anh thấy có cái cửa hang này thì cửa hang này cũng không to lắm. Nhưng mà bên trong thì không biết là sẽ như thế nào. Nên để thử lấy đèn soi nào. Em cầm cầm đèn cho anh cái nào. Cầm đèn cho anh. Xin phép các ngài thần núi thần hang ở đây nhá. Để cho chúng cháu là được ghi lại hình ảnh một chút ạ. Đây các bạn ơi, ở bên trong hang này, bên trong hang thì nhìn nó cũng hun hút ở bên trong ấy, nhưng mà nó tối quá nên là bên trong thì khá là rộng mọi người ạ. Bên trong thì khá là rộng, là đưa đưa anh thử cầm cái soi này. Đây mọi người xem này, bên trong thì khá là rộng nhưng mà bên ngoài cửa hang thì nó nhỏ hẹp thôi đấy. Thì đây chắc là chính là hang, nơi ở của vị thần thần hang thần núi đây. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV nhá. Thì hôm nay là mình lại có một cái video rất là mới để truyền tải cho tất cả quý vị và các bạn biết đến một cái hang động. Và cái hang động này á, nó rất là đặc biệt bởi vì đây nó là chính là một cái nơi để cho người đồng bào dân tộc Hơ Mông ấy, họ thờ cúng thần núi, thần hang, thần rừng vào những cái ngày đầu năm mới các bạn. Thì hôm nay là đồng hành cùng với mình là có bạn Sử Mèo đây các bạn này. Đấy, trong cái video lần trước, hôm trước là mình có đến chơi nhà bạn ấy và vào ngồi ăn cơm cùng với cả vợ chồng bạn ấy. Có cái món thịt treo gác bếp rất là ngon, rất là đặc biệt đấy các bạn. Đấy, hôm nay anh em mình đi lên trên để khám phá, để thăm về cái hang, gọi là hang gì, hang nếu mà theo tiếng Mông em. Tiếng Mông thì gọi là cát chuồn lênh, Cát Chuồn thì Lênh. dịch ra có thể gọi là hang ngựa cũng được. Tiếng Mông thì người ta gọi là Cát Chuồn Lênh. Dịch ra tiếng Việt, tiếng người Kinh mình ạ nhá, tiếng người dân tộc Kinh ấy, thì gọi là hang ngựa các bạn ạ. Đấy thì cái quá trình, cái đường đi thì nó cũng rất là hiểm trở, nó rất là khó khăn. Nhưng mà anh em mình thì cũng vượt một đoạn đường rừng khá là dài để đi lên được đến đây rồi. Nhưng mà lên đến đây thì mình mới có một cái vị trí nó gọi là nó hơi bằng phẳng một chút để mình đặt máy quay và mình ghi lại những cái hình ảnh giới thiệu đến cho các bạn. Và bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu để đi lên bên trên hang nhá, bởi vì nó cũng gần đến rồi các bạn ạ. Đây là cái quá trình đường đi lên cái hang gọi là hang ngựa ấy các bạn nhá. Gọi là hang ngựa, mà cái hang cái này là người dân tộc đồng bào Hơ Mông ở đây ấy, họ sẽ lên đây để cúng, kiểu như là cúng rừng, cúng hang ấy. Cúng rừng, cúng hang vào những ngày đầu năm của người đồng bào dân tộc ấy các bạn. Đây là cái quá trình đường đi lên cái hang đấy các bạn này. Hang đấy thì đây nó cũng ngay ở gần bên trên này rồi. Anh em mình thì cũng đã lên đến chỗ chân chân của vị trí nơi mà đặt cái bàn thờ để cúng hang ấy. Thì nó ngay sát trên này rồi. Đường đi đây thì khá là treo leo và nguy hiểm luôn các bạn ạ. Đây nó là một khu vực núi đá. Núi đá xanh. Núi đá rất là nguy hiểm. Và cũng là một nơi rất là đẹp các bạn nhé. Kia đúng không? Đi theo cái lối kia. Đúng rồi. Phải đi qua lối này và ở ngay đằng sau cái cục đá này. Sau sau cái tảng đá này rồi đúng không? Đó, sau tảng đá này. Chứ không phải cả cái tảng đá này đâu. Ở bên đằng sau cái tảng đá to đấy các bạn này. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ phải đi theo, lách theo cái khe đá kia nhá. Em đi trước đi. Em đi. Tông đây. Phải hôm nay đi phải bỏ 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 dây, bỏ tông luôn à. Bỏ tông luôn. Nhưng mà chỗ chỗ này có vẻ nguy hiểm đấy. Em trèo lên trước đi nhá, chỗ này em trèo lên trước cái xong rồi là em cầm máy quay cho anh thôi, bởi vì là em lên đi, em cứ lên. À, chỗ này em có khi phải kéo anh rồi. Cái này em phải kéo đấy. Phải kéo kéo anh rồi. Xong rồi. Đào em lắm lên trên này đi. Rồi, ok. Mình phải vừa nhờ bạn Sử bạn hỗ trợ lên các bạn. Hỗ trợ mới lên được. Ở bên trong này mình thấy có một cái hang này. Nhưng mà tối ạ, không nhìn thấy gì các bạn. Thôi kệ đi, mình tiếp tục đi lên trên nhá. Nói chung là hôm nay không mang đèn. Ở đấy nhá. Quên mất mình không đem cái đèn đi đúng không? Đem cái đèn đi thì hợp lý quá. Đây, đường đi lên bên trên nữa đây các bạn này. Rất là treo leo hiểm trở. Người đồng bào dân tộc ấy, thì họ phải vượt qua tất cả những cái treo leo, những cái đường đi khó khăn như thế này thì mới lên được cái vị trí để mà
mà làm cái nơi nơi cúng rừng, nơi kiểu thờ thần hang, thần rừng ấy các bạn. Thì bắt buộc là người dân họ phải vượt qua những cái đường này. Đây có khi là chỗ này. Thôi em cứ lên đi. Em cứ lên đi. Em kéo tay anh cho. Thôi đây anh bấu vào đây được. Anh bấu vào những cái rễ cây này anh đi đi được, em lên đi. Ôi. Cũng khá là khó đi các bạn nhá. Ơ. Em cầm máy cho anh chỗ này phát nào. Đây em cầm máy. Ok, cầm đấy cho anh nhá. Đây các bạn ơi. Xin chào các bạn nhá. Các bạn nhận cho mình không? Đang đi lên một cái hẻm kiểu khe núi các bạn. Ơi là khó đi ấy. Treo leo lắm. Rồi. Được chưa? Rồi. Đây xem lại từ từ để anh lên đấy nữa nào. Ôi, ok. Đây các bạn ơi. Anh em mình cũng đi lên đến cái vị trí đó rồi. Wow. Đây. Đây này. Đây là trang nơi ở đây đúng không em? Vâng. Đây chính là cái nơi mà người đồng bào dân tộc họ đặt ban thờ để làm cái nơi thờ cúng thần hang, thần rừng ở đây đúng không? Vâng. Hang thần núi. Ừ. Thế là theo như cái truyền thuyết ở đây thì truyền thuyết về cái hang với cả nơi ban thờ này thì nó như thế nào, em có lắm được không? Thì theo như các cụ kể lại thì ngày xưa có người đã từng bắt gặp mà thần núi, thần hang này này. Ừ. Nó miêu tả thì cái thần này nó là giống như một, nó có hình ảnh giống con người ấy mà nó bé tí thôi, nó chỉ to bằng này thôi. Nó chỉ to bằng bắp tay thôi. Có nghĩa là cái vị thần hang này đúng không? Vâng. Là người dân bản mình là ngày xưa là có bắt gặp. Vâng. Thì gọi là cái thời các cụ. Đấy, thì cho nên là người ta mới cúng bái tại nơi này. Và cũng kể lại rằng ngày xưa là ở trên, từ cái thời nào mình không rõ, nhưng mà cũng kể lại là trên bản 8 này là nó, trên bản này là có một vị ông vua. Thì người ta đánh mãi không được, mà người ta phải mổ trâu để thờ tại nơi này. Thì người ta mới đánh đuổi được ông này chạy mất. Có nghĩa kiểu như là ông này gọi là rất giàu. Rất giàu. Kiểu như là vua chúa ở đây ấy, đúng không? Đúng rồi đấy. Nó kiểu như là vua chúa cai quản cái khu vực này ấy. Đúng rồi, nó gọi là một vị vương ở đây. Thế xong rồi là người dân ở đây là họ phải đem trâu lên đây mổ và thờ cúng ở đây để đánh đuổi. Đúng rồi. Cái vị đấy đi. Đúng rồi. Thì ở đây thì anh thấy có cái cửa hang này. Anh thấy có cái cửa hang này thì cửa hang này cũng không to lắm. Nhưng mà bên trong thì không biết là sẽ như thế nào. Nên để thử lấy đèn soi nào. Em cầm đèn cho anh thế nào. Cầm đèn cho anh. Xin phép các ngài thần núi, thần hang ở đây nhá. Để cho cháu là được ghi lại hình ảnh một chút ạ. Đây các bạn ơi. Ở bên trong hang này. Bên trong hang thì nhìn nó cũng hút ở bên trong ấy. Nhưng mà nó tối quá nên là bên trong thì khá là rộng mọi người ạ. Bên trong thì khá là rộng, đưa anh thử cầm cái soi đây mọi người xem này. Bên trong thì khá là rộng nhưng mà bên ngoài cửa hang thì nó nhỏ hẹp thôi đấy. Thì đây chắc là chính là hang, nơi ở của vị thần hang, thần núi đây đúng không? Và ngày xưa là các cụ ngày xưa đã bắt gặp vị thần hang, thần núi ở nơi đây. Và sau đó là đặt luôn một cái ban thờ để hàng năm vào những ngày đầu năm là sẽ lên đây để kiểu như là cúng núi, cúng hang. Đúng không? Vâng. Đấy, đây là những cái nơi vị trí. Chứ còn ngày những ngày bình thường, những cái lễ cúng mà tổ chức vào những ngày đầu năm như thế này ấy, thì mọi người sẽ đem những cái vật phẩm gì lên để cúng em nhỉ? Ví dụ như gà này, hoặc là lợn này. Đấy. Gà, lợn. Thế là thế có ví dụ trâu bò, ngựa ngủng, các thứ con vật to thì có ấy bao giờ? Những cái vật to đấy thì dân bình thường như mình thì chắc cái bây giờ thì chắc không có. Thì như cái thời các cụ thì với các ông thì
thường thường là người ta hay cúng như thế. Còn bây giờ dân mình thì nó cũng gọi là nó không không như cái lúc đấy nữa rồi. Bây giờ nhiều nhất thì cũng gọi là cúng gà là đa số. Cúng gà mới cả cúng cúng lợn các thứ rồi đúng không? Lợn. Ở đấy ở bên phía bên dưới này thì đây anh thấy có một cái kiểu như là cái bếp đun đây. Cái bếp lò. Thế là nếu như mà những cái đồ cúng mà đem lên trên này ấy, thì thường thường là làm sẵn từ nhà hay là đem lên đây để mới làm à em nhỉ? Phải đem lên đây thì mới làm chứ. Có nghĩa là mình đem lên đây, đem sống lên đây đúng không? Đúng rồi. Đem chẳng hạn đem gà sống lên đây sau đó trên trên này mổ trên này. Phải đem lên đây mổ đây để cúng tế. Cúng bằng gà sống luôn à? Ừ. Đem lên đây cúng tế bằng sống xong mình mới luộc chín đây. À. Xong anh em có thể đánh ăn tại đây xong mới về hoặc là cúng tế xong mình mới đem gà hoặc là lợn ăn chín để đem về. Có nghĩa là tất cả những cái đồ cúng này thì là mình phải là cúng tế là bằng đồ sống hết đúng không? Đúng rồi. Cúng bằng đồ sống sau đó là cúng xong thì mình bắt đầu mình mới đem nấu chín. Đúng rồi. Rồi ăn uống ở đây một phần đến sau đó có thể đem về nhà nữa đúng không? Phải đem hương này, giấy này. Cúng đàng hoàng thì mình còn phải bê lên trên cái này này để cúng tế. Phải bê lên trên cái chỗ kiểu cái đấy. Cái ván kê là kiểu như là cái bàn cái bàn kiểu như bàn thờ ấy đúng không? Đúng rồi. Đem bên đấy thì cúng tế cúng nhưng bái mà đấy. Cúng này thì người đồng bào dân tộc mình là cúng bằng tiếng người Mông mình luôn à hay là bằng người Mông thôi. Có nghĩa là những cái câu mà để cúng để khấn về cái thần rừng thần núi thần hang này thì em có biết câu nào không? Thì cái đấy thì em chắc cũng không hiểu lắm vậy. Thường thường là toàn là các cụ, các ông thì người ta quen toàn các bậc bề trên rồi đúng không? Mình thì mình vẫn chưa thấy cái đấy bao giờ. Bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin phép để đi xuống thôi. Cái quan trọng để mà người dân họ lên trên này được ấy, thì là một cái gian nan, cái quá trình gian nan về đường đi các bạn nhé. Đây, con rắn lột da đây. Đâu? có. Thế thì chắc là ở gần đây rồi. Đúng không? Vâng. Ồ, đây ạ. Có khi nào là nó lại loanh quanh ở trên này không đấy, trên cây này không đấy? Hả? Nó chủ yếu là ở trong trong hang đá rồi đúng không? Có cái xác con rắn à? Cái da lột đấy gì? Vâng. Nhưng mà những cái da lột này thì mình có phát hiện được là loại gì không? Có. Ở đây thì những cái loại rắn hổ chúa các thứ thì chắc là cũng sẵn lắm nhỉ? Vâng. Bởi vì em còn bắt được về ngâm rượu ấy mị. Đúng không? Đúng rồi. Bắt được con cả ngâm cả một bình đấy gì. Đây mọi người nha, cái đường đi ở đây thì nó khá là khó khăn. Đấy chính vì những cái này nó là những cái thử thách để cho người đồng bào dân tộc họ đem được những cái lễ phẩm lên đây để cúng thần núi, thần hang các thứ trên này các bạn. Đấy, cái quá trình để đi lên được trên này là khá là vất vả nhá, không phải là đơn giản. Chính vì hôm nay thì mình cũng bỏ rất là nhiều tâm huyết ra để mình đi lên trên này để ghi lại những cái hình ảnh về những cái nơi thờ cúng rừng, cúng hang của người đồng bào dân tộc ấy, những cái văn hóa của người dân tộc ấy, những cái phong tục riêng của họ ấy để cho truyền tải về cho các bạn xem. Nhiều các bạn ở dưới đồng bằng cũng chưa biết về những cái phong tục truyền thống của người dân tộc như nào ấy. Bây giờ chắc là có khi mình đi xuống thôi các bạn ạ. Đây lại là một cái quá trình đi xuống các bạn nhé. Đi theo những cái vách đá treo leo như thế này. Để có được những cái hình ảnh như thế này truyền tải về cho các bạn ấy. Thì mình cũng đã phải nhờ bạn gọi là bạn Sử Mèo đấy các bạn. Sử Mèo, Sử bạn ấy đã đưa mình lên trên này. Bây giờ thì anh em mình cũng đã quay lại được cái chỗ ban đầu đây rồi. Nhưng mà bây giờ để đi xuống được dưới chân kia thì nó còn khá là xa đấy các bạn ạ. Và khá xa đấy. Ấy cái gì đấy? Đá nan à? Đây các bạn. Đi theo cái con đường rừng thôi. Vì vừa lát nãy mình đi lên ấy. Lát nãy mình đi lên là cái đường nó rộng quá ấy, xong rồi là mình không cầm máy không ghi được ấy. Cho nên là mình phải lên đến chỗ này nó quang hơn đấy thì mình mới bắt đầu mới ghi lại được hình ảnh để truyền tải cho các bạn đấy. Ô đi đường này được á? Đi mình
đường này nó đường kia thôi. Đấy, vừa nãy thì lúc lên á, anh em mình đi một cái đường khác. Đường ấy nó rộng lắm các bạn, phải chui qua những cái bụi cây. Những cái bụi cây kiểu như là chui như con lợn rừng, chui rúc. Bây giờ thì đi men theo chân của núi đá này. Đi men theo chân núi đá này để đi xuống. Đi xuống bên dưới chân thì còn khá là xa nữa đấy. Nhưng mà đi đường này có xa hơn đường kia không? Cũng như nhau thôi. Cũng như nhau thôi à? Nhưng liệu có dễ đi hơn không? Chắc cũng được đi. Ôi, tóm lại là đường này thì nó cũng tất kiểu này rồi đúng không? Nhưng mà cái này thì đây, cái trên này là cái đường bậc thềm, bậc thang bình à. Đây là kiểu gọi là theo cái đường bậc thang để đi men lên cái đỉnh của cái hang lúc nãy đấy đúng không? Đúng rồi, cái hang cao. Cái hang đá đấy. Nếu mà nên đi lên đỉnh đấy là phải đi theo cái đường bậc thang này, gọi là tiếng người Mông gọi là cái gì? Gọi là các chuồn tái thì đây gọi là chuồn tái. Chuồn gọi là hang đường thang ấy. Hang đường thang. Thì là người dân bản trước, nếu như các em mà có đi lên trên đấy là đi phải đi bằng con đường này lên đấy, đúng không? Muốn đi nhanh thì phải đi đường này, cho vượt lên đỉnh núi thì phải đi đường này nhanh. Nhưng mà nguy hiểm. Cũng không nguy hiểm, hôm đây là nó có từng bậc thang lên, là giống như mình trèo thang ấy. Thôi, cái này thì chắc là mình không lên nữa đâu em ạ. Bây giờ mình sẽ đi xuống đi, bởi vì không là muộn đấy. Thôi bây giờ chắc anh em mình sẽ đi xuống thôi các bạn. Bây giờ thì anh em mình cũng đi xuống gần đến chân rồi các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà trong cái video này thì cái nội dung chính mà mình muốn truyền tải cho các bạn là về cái hang kiểu như là hang thần núi, thần rừng ở đây ấy. Của người Hơ Mông họ để một cái lời thờ cúng ngày đầu năm, cúng rừng, cúng núi ấy. Đấy, còn theo như truyền thuyết mà bạn sử bạn kể lại ấy, theo như các cụ nói đấy thì đó là một nơi bắt gặp một vị thần hang, và chính cái nơi đó là cái nơi để đặt làm ban thờ vị thần núi thần hang luôn các bạn. Còn bây giờ thì chắc là mình cũng xin phép kết thúc video đây, bởi vì trong cái video lần này là mình cũng muốn truyền tải đến cho các bạn như vậy thôi. Còn về những cái phong tục hay là về những cái gì đó mà của người dân tộc, họ còn rất là nhiều những cái phong tục, những cái văn hóa nó khác biệt so với người đồng bằng, thì mình sẽ truyền tải thêm cho các bạn vào những cái video lần sau nhé. Bây giờ xin phép được kết thúc video và xin chào quý vị và các bạn.